làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Lại nữa, này xá lợi tử có Đại Bồ Tát còn lại một đời tu hành bát nhã ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo dù hiện khởi bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không tam ma địa, vô tướng tam ma địa, vô nguyện tam ma địa, nhưng không thuận theo thế lực của tịnh lự vô lượng vô sắc mà truyền. Hiện tiền phụng thờ gần gũi cúng dường hiện tại các đức như lai ứng tránh đẳng giác đối với những cõi Phật này siêng năng tinh tấn tu phạm hạnh từ đây qua đời sanh vào cõi trời đâu xuất thọ mạng dài lâu các căn đều đầy đủ nhớ nghĩ thấy biết đều chân tránh có vô lượng vô số trăm ngàn câu chi na do tha chúng trời cung kính vây quanh đến khi sanh vào cõi người chứng đắc quả vị vô thượng chánh đằng bồ đề chuyển diệu pháp luân và độ vô lượng chúng sanh lại nữa này sát lợi từ có đại bồ tát đạt được sáu phép ba